Cô chào các em học sinh khối lớp 1. Ở chủ điểm gia đình, các em đã được học bài bàn tay mẹ. Hôm nay, cô sẽ dạy cho các em bài tập đọc thứ hai trong chủ điểm này. Trước khi bắt đầu bài học, cô yêu cầu các em chuẩn bị sách giáo khoa tiếng Việt tập 2, vở tập chép, bút. Lưu ý các em ngồi cách xa màn hình vi tính để bảo vệ mắt nhé. Các em hãy quan sát bức tranh và cho cô biết tranh vẽ gì. À, như các em thấy, đây là bức tranh vẽ bạn bóng và mẹ của bạn ấy. Ngoài trời thì đang mưa, nhưng bóng vẫn giúp mẹ gánh đồ. Có thể thấy bạn rất ngoan và hiếu thảo đúng không nào? Để hiểu rõ hơn về điều đó, chúng ta cùng tìm hiểu qua bài hôm nay, cái bóng. Cô mời các em bước vào hoạt động đầu tiên, luyện đọc. Các em chú ý nghe cô đọc mẫu bài này một lần. Cái bóng là cái bóng bang. Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm. Mẹ bóng đi chợ đường trơn. Bóng ra gánh đỡ, chạy cơn mưa ròng, đồng dao. Cô mời các em đọc thầm và đếm số lượng dòng thơ và cho cô biết bài đồng dao này có bao nhiêu dòng thơ. À, bài đồng dao này có 4 dòng thơ. Để giúp các em đọc tốt hơn, chúng ta cùng luyện đọc từ khó. Các em đọc thầm và xem trong bài đồng dao này có từ nào khó đọc. Cô có các từ khó đọc sau. Cô có các từ khó đọc sau. Các em nghe cô đọc và gạch chân các từ khó vào sách giáo khoa nhé. Bóng bang. Em lưu ý tiếng bang âm cuối vẫn an là ngờ. Đọc lại một lần nữa. Bóng bang. Khéo sảy. Em lưu ý trong tiếng sảy có âm sh. Khi đọc con nhớ cong lưỡi. Đọc lại một lần nữa. Khéo sảy. Sảy có nghĩa là làm bay vỏ và hạt lép lẫn với hạt chắc bằng cách hất cái mẹt hoặc cái nia lên xuống đều. Tiếp theo, cô có từ khéo sàng. Tương tự như sảy có âm sờ, vì vậy khi đọc con nhớ cong lưỡi. Đọc lại một lần nữa, khéo sàng. Sàng có nghĩa là đồ đan bằng tre, hình tròn, thường dùng để làm cho gạo sạch thóc, trấu và tấm. Và để hiểu rõ hơn về nghĩa của từ khéo sảy, khéo sàng, cô có hai đoạn clip sau, mời các em cùng xem. Đây là đoạn clip về khéo sảy. Người ta dùng cái mẹt đẩy lên xuống đều, làm bay vỏ và hạt lép lẫn hạt chắc. Đây là đoạn clip người ta sàng gạo để sạch thóc, trấu và tấm. Cô có từ đường trơn. Các em lưu ý khi đọc phân biệt R và CH thì khi đọc R các em nhớ cong lưỡi. Cô đọc lại một lần nữa. Đường trơn. Đường trơn có nghĩa là đường bị ướt nước mưa, dễ ngã. Vì vậy khi đi vào đoạn đường trơn, các em nhớ đi cẩn thận, tránh đùa giỡn nhé. Gánh đỡ. Đỡ có dấu ngã, vì vậy khi đọc các em nhớ phân biệt giữa dấu ngã và dấu hỏi. Đọc lại một lần nữa. Gánh đỡ. Chạy. Các em lưu ý phân biệt giữa vần ai và vần ai. Cô đọc lại một lần. Chạy. Ròng. Các em lưu ý phân biệt giữa R và G. Khi đọc ròng có âm R thì các em nhớ rung lưỡi lên. Đọc lại một lần nữa nhé. Ròng. Mưa ròng có nghĩa là cơn mưa kéo dài và nhiều. Các em vừa luyện đọc từ khó và đã hiểu nghĩa từ khó rồi. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em luyện đọc từng câu. Chú ý trong mỗi dòng thơ
phải ngắt nghỉ hơi một chút để cho bài đọc được hay hơn. Nào, lắng nghe cô đọc nhé. Câu đầu tiên, cái bóng là cái bóng ban. Các em hãy đọc lại câu này cho ba mẹ nghe. Khéo sảy, khéo sàng, cho mẹ nấu cơm. Các em lưu ý ngắt nghỉ hơi sau dấu phẩy và dấu chấm. Hãy đọc lại cho ba mẹ nghe nhé. Mẹ bỗng đi chợ đường trên. Bỗng ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng. Đọc lại câu này thật là hay cho ba mẹ nghe. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lại bài đồng giao này nhé. Cái bóng là cái bóng ban. Khéo sảy, khéo sàng, cho mẹ nấu cơm. Mẹ bóng đi chợ đường trên. Bóng ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng. Đồng giao. Chúng ta cùng sang hoạt động 2, tìm hiểu bài. Ở hoạt động này, các em sẽ trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa trang 59. Câu số 1. Bóng đã làm gì giúp mẹ nấu cơm? Để trả lời câu số 1 này, cô mời các em đọc hai dòng đầu của bài đồng giao. Cái bóng là cái bóng ban. Khéo sảy, khéo sàng, cho mẹ nấu cơm. Bóng đã làm gì giúp mẹ nấu cơm? À, bóng sảy sàng gạo cho mẹ nấu cơm. Câu số 2. Bóng đã làm gì khi mẹ đi chợ về? Để trả lời cho câu hỏi thứ hai này, cô mời các em đọc hai dòng cuối của bài đồng giao. Mẹ bóng đi chợ đường trên, bóng ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng. Bóng đã làm gì khi mẹ đi chợ về? Cô cho các em 5 giây để suy nghĩ. À, bóng chạy ra gánh đỡ mẹ. Bây giờ các em cùng cô đọc lại câu hỏi và câu trả lời của bài này nhé. Bóng đã làm gì giúp mẹ nấu cơm? Câu trả lời là bóng sảy sàng gạo cho mẹ nấu cơm. Bóng đã làm gì khi mẹ đi chợ về? Câu trả lời là bóng chạy ra gánh đỡ mẹ. À, qua bài đồng giao này, các em thấy bạn Bóng là một người con rất hiếu thảo, biết giúp đỡ mẹ việc nhà. Cũng như các em thấy bố mẹ hằng ngày vất vả, bận rộn đi làm để nuôi nấng, chăm sóc các em. Vì vậy, các em phải biết yêu thương bố mẹ mình. Và chúng ta nên làm gì để thể hiện tình yêu thương đó? À, các em nên phụ giúp bố mẹ việc nhà như lau nhà, trông em, chăm ngoan học tốt. Cô hy vọng các em sẽ học thật giỏi để không phụ tấm lòng của cha mẹ mình nhé. Các em đã tìm hiểu bài cái bóng rồi. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em học thuộc lòng bài cái bóng. Trước tiên, để học thuộc lòng bài cái bóng thì các em hãy đọc nhẩm lại 4 dòng thơ. Rồi bây giờ các em sẽ đọc nhẩm lại từng dòng thơ nhé. Cái bóng là cái bóng ban. Nào hãy đọc lại cho ba mẹ nghe. Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm. Hãy đọc lại cho ba mẹ nghe nhé, câu thứ hai. Mẹ bóng đi chợ đường trên. Đọc lại câu thơ này cho ba mẹ nghe nhé. Bóng ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng. Hãy đọc lại câu cuối cùng cho ba mẹ nghe. Đồng giao. Vậy là cô đã hướng dẫn cho các em học thuộc lòng bài thơ này. Hãy cố gắng học thuộc bài thơ và đọc cho cả nhà cùng nghe. Cô mời các em sang hoạt động tiếp theo, luyện nói. Các em hãy quan sát tranh và xem bạn nhỏ đang làm những việc gì nhé.
À, như các em thấy, bạn nhỏ đang chơi với em, đang quét nhà, đang cho gà ăn và tưới cây. Đây là những công việc ở nhà mà bạn nhỏ thường giúp ba mẹ. Thế thì ở nhà các em làm gì để giúp ba mẹ? Hãy chia sẻ những việc mà mình đã giúp đỡ ba mẹ cho cả nhà cùng nghe nhé. Lưu ý khi nói, các em nhớ nói rõ chữ, tròn câu. Cô mời các em sang hoạt động 4, viết chính tả. Ở hoạt động này, các em sẽ nhìn và viết lại bài cái bóng. Để bài viết được tốt, bây giờ các em hãy lấy giấy nháp và viết các từ ngữ khó. Bóng bang, khéo sảy, khéo sàng, đường trơn, gánh đỡ, mưa rồng nhé. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em viết nhé. Các em cần chú ý ngồi viết đúng tư thế, cầm viết và để vở đúng quy định. Tựa bài lùi vào 4 ô, câu 6 chữ lùi vào 2 ô, câu 8 chữ lùi vào 1 ô. Viết xong kiểm tra lại bài. Các em quan sát bài viết mẫu của cô. Như các em thấy, tựa bài lùi vào 4 ô. Vì đây là thể thơ 6 chữ 8 chữ, nên những câu 6 chữ các em lùi vào 2 ô, câu 8 chữ các em lùi vào 1 ô. Cô khuyến khích các em viết chữ hoa. Bạn nào chưa viết được chữ hoa thì viết chữ thường và cố gắng rèn viết thêm chữ hoa nhé. Nào các em hãy quan sát và thực hiện viết vào vở. Chúng ta qua hoạt động 5 cùng nhau làm bài tập nhé. Bài đầu tiên, điền vần anh hay ách. Các em có nhận xét gì về hai vần này? À, hai vần này có điểm giống nhau, đều có âm đầu là âm A, còn âm cuối của vần anh thì là âm nhờ, còn vần ách thì là âm chờ. Quan sát bức tranh bên trái, các em cho cô biết đây là gì? Đây là bánh trung thu. À, đây là một hộp bánh trung thu, là loại bánh mà các em thường hay ăn vào dịp Tết trung thu đó. Cô có từ hộp bánh. Vậy từ hộp bánh này các em điền vần gì? À, bạn nào điền vần anh là đúng rồi nhé. Cùng đọc lại với cô. Hộp bánh. Quan sát bức tranh bên phải và cho cô biết đây là gì nhé. À, đây là một loại phụ kiện dành cho phái nữ, được gọi là túi, sách, tay. Thế thì mình điền vần gì vào đây nhỉ? À, bạn nào điền vần ách là đúng rồi đấy. Cùng cô đọc lại từ này nhé. Túi, sách, tay. Ở bài tập tiếp theo sẽ giúp chúng ta ôn lại quy tắc chính tả, điền ngờ đơn hay ngờ ghép. Trước khi làm bài tập này, em đã được cô dạy cách phân biệt ngờ đơn ngờ ghép ở học kỳ 1 rồi. Vậy khi nào thì mình điền ngờ ghép? À, đó là khi mình gặp chữ y, e, ê. Em đã nhớ chưa? Giờ hãy cùng làm bài tập nhé. Ngà voi. Trong tiếng ngà, bạn nào điền ngờ đơn là đúng rồi. Chú nghé. Vì trong tiếng nghé có âm e nên bạn nào điền ngờ ghép là chính xác nhé. Cùng cô đọc lại hai từ này một lần nữa nhé. Ngà voi, chú nghé. Bài học đến đây là kết thúc rồi. Trước khi chào tạm biệt các con, cô có một vài điều dặn dò như sau. Đọc lại bài cái bóng. Trả lời lại câu hỏi. Viết lại bài cái bóng vào vở. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các con ở buổi học sau.